Tiến Linh đã rất bức xúc khi Abdul Razak thực hiện một cú đẩy đối với cầu thủ bên phía U23 Việt Nam. Không hiểu điều gì vừa xảy ra ở trên sân. Các cầu thủ chúng ta cần phải giữ bình tĩnh để không bị cuốn vào những tranh cãi không cần thiết. Ban huấn luyện của đội tuyển U23 Việt Nam cũng đưa ra đề nghị trọng tài cần phải rút thẻ đối với cầu thủ của U23 Malaysia. Liên tiếp những thẻ vàng được trọng tài người Syria sử dụng. Có lẽ là Văn Toản đã phải nhận một thẻ vàng và Razak cũng nhận một án phạt tương tự.